Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc Khanh xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến quý Phật tử, quý khán giả đang theo dõi chương trình Thân Khỏe Tâm An trên băng tần 57.15 của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, và xin được gửi lời chào tái ngộ đến Bác Sư Minh Bảo Khanh. Vâng, xin chào Ngọc Khanh, xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay chương trình thực hiện sẽ có hai phần, và phần thứ nhất là chúng tôi sẽ nói về cái vấn đề là bệnh dị ứng theo mùa. Bây giờ là chúng ta đang là mùa xuân chuẩn bị qua mùa hè. Rồi. Và thì Ngọc Khanh thấy là bắt đầu hoa trổ bông rất là nhiều. Yes. Mà từ trước đến nay thì chúng ta vẫn hay được khuyên rằng là thấy hoa trổ bông là những người dị ứng phải coi chừng. Yes. Dạ. Thưa bác sĩ, thì bây giờ mình nói đối với người dị ứng theo mùa. Này. Tại sao thấy hoa trổ bông là phải sợ? Vâng, đúng rồi Ngọc Khanh. Thưa quý vị, thấy hoa trổ bông là sợ tại vì cái đó là sẽ nói tới cái mùa gọi là seasonal allergic rhinitis, tức là cái mùa mà bắt đầu bị dị ứng chảy nước mũi, đa số là nước mũi trong hoặc là chảy nước ngực xuống họng của mình. Thì đó là cái mùa rất là nhiều người sợ. Chưa kể là bệnh dị ứng thì cũng có chút xíu liên quan đến bệnh xuyễn đó. Mà hôm nay mình nói về dị ứng thôi quý vị. Thưa bác sĩ, thì bây giờ mình nói là dị ứng theo mùa. Yes. Có người nói với Ngọc Khanh là mùa hè thì sẽ là thấy cỏ, là dị ứng với cỏ. Yes. Mùa xuân như bây giờ đó thì là bắt đầu hoa trổ bông thì bắt đầu phấn hoa. Mà khi dị ứng theo mùa thì là giống như bác sĩ nói, hắt hơi sổ mũi lúc nào cũng tằng háng hoài, lúc nào cũng cảm thấy là ngứa cổ, có đàm. Và có những người giống như họ mới từ Việt Nam qua sống, họ nói ở Việt Nam họ không hiểu cái khái niệm dị ứng là gì hết. Cứ nghe dị ứng thì nghĩ dị ứng khói bụi gì đó thôi. Yes. Nhưng mà qua đây lại nghe tới dị ứng phấn hoa. Yeah. Thì bắt đầu, mà rõ ràng khi được bác sĩ cho uống thuốc dị ứng thì họ thấy là vậy là họ bị dị ứng. Tại vì rõ ràng uống thuốc vô là mọi cái vấn đề như sổ mũi, hắt hơi ngừng liền. Trong khi mà nếu mà cảm thì có nghĩa là rõ ràng họ đâu có cảm đâu. Thì có nghĩa là cái thuốc dị ứng đã giúp ích được. Nhưng mà họ lại nghĩ nói là dị ứng thì phải đi ra xin toa bác sĩ hay cứ đi vào nhà thuốc mua thuốc dị ứng. Yes. Thưa quý vị, thì khi mà nói tới thuốc thì mình sẽ nghĩ là đi bác sĩ hoặc là đi mua bên ngoài cũng được, đúng không ạ? Okay. Nhưng mà thưa quý vị, thì cái đề tài hôm nay chủ yếu là mình muốn nhắc nhở với quý vị là khi mà mình mua thuốc dị ứng hoặc là bác sĩ cho mình cái toa thuốc dị ứng, hoặc là quý vị có ai bạn bè chia sẻ với quý vị, thì cái quan trọng nhất đó là mình muốn là những cái thuốc dị ứng này đó, có một vài thuốc có thể mang đến sự nguy hiểm tới quý vị, và mình cũng muốn cân nhắc là nó tùy theo cái bệnh nền và cái thuốc nào nó sẽ có lợi và có hại cho quý vị. Thì đó là đề tài vì dị ứng hôm nay mình muốn chia sẻ chính với quý vị là những vấn đề đó. Thưa bác sĩ, bây giờ mình nói cái vấn đề là mình hiểu thuốc dị ứng là giúp giảm dị ứng, nhưng mà chắc chắn nó phải có phản ứng phụ mà rất là cần phải được lưu ý. Đúng rồi Ngọc Hành. Thưa quý vị, thì cái việc cần phải được lưu ý đó là tại vì thuốc dị ứng á, nó cũng chia ra khoảng là ba loại khác nhau trong cái để mà chữa dị ứng. Thì cái một cái đó là cho mình đỡ bị nghẹt mũi, thế gọi là decongestant, nó đỡ bị chảy những cái nước dư dịch cho mũi ta. Đó là cũng rất là thông thường quý vị. Thì cái thuốc này quý vị thông thường bác sĩ kê toa có thể gọi là cái pseudoephedrine, hay là bên ngoài quý vị cũng có thể mua cái loại xịt mũi, nó cũng có cái chất ephedrine trong đó, thế là cho khô cái mũi lại. Nhưng mà những cái thuốc này nó có một cái nguy hiểm đặc biệt, thường thường là cho người phái nam. Nguy hiểm như thế nào thưa bác sĩ? Vâng, thì với người phái nam á, thì họ có một cái bộ phận gọi là cái nhiếp hậu tuyến. Thì quý vị cũng nghe qua cái đó nhiều, đã nói về nhiếp hậu tuyến nhiều lần rồi, hay là cái tuyến tiền liệt đó, nó nằm ở sau cái bàng quang của mình, là khi mình đi tiểu nó phải đi qua cái bộ phận này. Thì cái thuốc này nó làm cho cái đường tiểu mình nó bị co lại ở cái phần của cái nhiếp hậu tuyến. Những mạch máu nó co, nó thắt lại, và cả cái tuyến nó cũng thắt lại. Cho nên nó có thể bất thình lình là mình sẽ bị bí đường tiểu và không đi được nữa. Một cách đột ngột. Một cách đột ngột thì cái đó sẽ đưa tới cái vấn đề rất là đau đớn, tại vì không thể cách nào tiểu được và nó bị bí lại luôn. Cho nên thông thường là cái trường hợp đó vì đau quá, quý vị sẽ chắc chắn 100% là chạy tới bệnh viện hay là phòng cấp cứu. Thì ở đó người ta sẽ có một cái phương pháp, là đa số là một cái miếng ống cao su nhỏ họ đưa vô cái đường tiểu để mà mở cái đường tiểu ra, để mà nó giải thoát được cái vấn đề đó. Bác sĩ đã gặp những bệnh nhân như vậy chứ? Yes, Ngọc Khanh, thưa quý vị, mình đã gặp rồi. Và khi họ tả cho mình thì họ nói là mình khó thể nào mà tìm hiểu được cái đau của họ. Nhưng mà mình thấy cách họ tả đó, thì mình thấy là chắc mình cũng có thể hình dung được, tại vì
đôi khi cái vị nào mà cần phải đi tiểu đi mà bắt phải nhịn đi yeah. thì nó cũng có cái cảm giác nó đau như vậy, nhưng mà mình nghĩ chắc phải ngưng lên tới mấy lần. Và những bệnh nhân đó thì họ có để ý được rằng là họ bị như vậy bởi vì vấn đề dùng thuốc dị ứng không? Yes, Ngọc Khanh, thưa quý vị, thì đa số họ không có để ý, họ không có biết. Nhưng mà khi mà mình hỏi dò ra, từ từ nó sẽ lòi ra là một trong những nguyên nhân là những cái thuốc này. Tại vì những cái thuốc này nó có cái tác động tới cái vấn đề đó. Chứ bình thường sự thật ra quý vị, họ uống thường xuyên nó chẳng có sao hết. Không phải lần nào uống cũng bị. Nhưng mà cái khi mà nó tới nó rất là đột ngột và nó bất chợt. Và nhưng mà cái nguyên nhân đa số là vì những cái thuốc này. Yes, cho nên quý vị khi quý vị uống mấy cái thuốc này đó thì bình thường cũng không có thấy gì hết. Ồ, thấy thuốc này hay, mình đỡ sổ mũi, mình cũng thấy khỏe. Nhưng mà bất thình lình nếu mà nó có xảy ra thì quý vị biết là tại sao mình phải nghĩ đến những cái thuốc này. Và thưa quý vị, đôi khi mình cũng nói bệnh nhân của mình là nếu mà quý vị mà bị sổ mũi quá, khó chịu quá thì mình bắt buộc phải uống thì mình uống thuốc này thôi. Còn bình thường mình cũng nên tránh, không có nên xài. Và có một số trường hợp mà họ về vấn đề xã giao, họ phải đi đâu hay làm việc hay là một cái buổi tiệc gì đi, họ muốn che đậy cái vấn đề bị sổ mũi, có thể họ cũng dùng mấy cái thuốc này trước khi họ đi chơi để mà cho nó trông lịch sự hơn, nó đỡ đỡ ra đấy. Nhưng mà thưa quý vị thì họ cũng phải cân nhắc là lúc có nên uống hay không nên uống. Tại vì Ngọc Khanh thấy hình như có những cái thuốc dị ứng sẽ làm buồn ngủ phải không thưa bác sĩ? À, cái đó là một cái dòng thuốc thứ hai. Thì cái đó thưa quý vị nó gọi là antihistamine, thì nó cũng chia ra hai loại. Cái loại mà loại đời một thì đa số quý vị cũng có thể nghe qua, nó gọi là Benadryl hay là diphenhydramine nếu mình mua cái generic thưa quý vị. Cái đó là quý vị cũng có thể mua ở chợ, chỗ nào gần như cũng bán hết. Cái đó nó được, ngoài ra cái sổ mũi quý vị, nó cũng giúp cho cái vấn đề tất cả những cái dị ứng nhỏ nhỏ khác, như là mình ăn một cái gì mình bị nổ bàn tay, mình bị ngứa hay là bị ho, nó cũng giúp cái điều đó đấy. Và một số quý vị loại đời hai đó quý vị thì là thuốc gọi là Zyrtec hoặc là Claritin, quý vị cũng rất là thông thường nghe. Và thuốc này thì nó đỡ hơn là cái thuốc gọi là đời một mình vừa nói quý vị hồi nãy đó, nhưng mà nó cũng cùng có cái ảnh hưởng giống nhau. Và khi mà chúng ta sử dụng thuốc dị ứng đó thưa bác sĩ, là mình biết là có những cái sẽ làm buồn ngủ, có những cái sẽ làm cho mình giống như bác sĩ nói là làm mình có thể bị bí tiểu đột ngột. Và có những cái lần bác sĩ cũng có nói rằng là ta sẽ làm khô cả người phải không? Khô cả người. Và thêm một cái nữa là bị giảm đi cái nhận thức đó. Suy giảm nhận thức của mình. Suy giảm nhận thức. Nhất là những người nào mà có tuổi, nhất là người lớn thì đa số là senior. Thì khi mình uống những cái thuốc, mình nghĩ là ô thuốc này là rất là an toàn, đâu có gì đâu, dị ứng được uống vào mà. Diphenhydramine hay là Claritin. Nhưng mà cũng không ngờ là chính những cái thuốc này cũng có thể làm cho quý vị bị hoang mang, rồi bị nói trước quên sau, bị giống như bị lẫn đó. Và sẽ đưa cho quý vị bị buồn ngủ hay là té ngã. Nó cũng rất là nhiều cái phiền phức của cái thuốc này. Cho nên là mình cũng một lần nữa thì quý vị biết là khi uống cái thuốc dị ứng này vô để cho chữa cái sổ mũi hay là một cái dị ứng gì khác, nhưng mình cũng luôn luôn cân nhắc cái phản ứng phụ của nó. Thưa bác sĩ, bây giờ mình nói là nó chạy mũi mình nó khó chịu quá, mình có những cái giải pháp gì khác để thay thế cho cái vấn đề mà không, gọi là bây giờ mình cố gắng mình hạn chế sử dụng cái thuốc làm cho mình dị ứng. Vậy thì bây giờ còn có cái cách nào thay thế không? Giống như bây giờ Ngọc Khanh nghĩ chảy mũi hoài, đi rửa mũi cho nó ra bớt được không? Bằng nước muối được không? Thì thưa quý vị, sự thật ra là cái bệnh mà về dị ứng á, thì tới ngày hôm nay nó chưa có một cái thuốc nào gọi là để chữa cho cái dứt điểm, cái tận gốc được hết quý vị. Tuy là một cái dị ứng nó trong cái máu của mình, nhưng mà để mà tránh cái trường hợp phản ứng phụ của thuốc thì có nhiều người họ sẽ dùng một cái, như Ngọc Khanh vừa nhắc qua đó, là một cái nước biển. Thì cái nước biển này đó là họ đã pha sẵn cho mình trong một cái bình nhỏ, thì cũng ngoài chợ cũng bán đầy luôn, cũng không thiếu gì hết á. Thì nó có một cái túi bột, nó là cái bột muối, họ đã pha với một cái hàm lượng nhất định. Vì nếu mà quý vị mà tự pha đó thì khi lại mặn quá hay nhạt quá thì khi nó cũng không có tốt. Nên là họ pha rất là đúng, nó cùng cái nồng độ muối trong cái máu của quý vị. Thì cái bình nước này ấm ấm, quý vị có thể thẳng vô mũi, quý vị chỉ cái bơm xịt vô. Đầu này nó ra, đầu kia nó rất là sạch. Thưa quý vị, mình cũng đã có xài rồi, mình cũng có cả là cái kinh nghiệm cá nhân. Thì khi mình bơm vô mũi bên này nó ra bên kia, mình thấy cái nước dơ nó ra đấy. Thế là mình làm buổi tối, thì cả một ngày quý vị đi chơi đã tiếp xúc với cái môi trường có thể bụi bặm trong trong ngày. Thì lúc mình xịt ban đêm quý vị nó rất là sạch sẽ. Đó là một cách mình xài.
Còn có nhiều người thì họ có cái máy humidifier, là cái máy mà nó phun cái hơi hơi ẩm ra đó, chút chút nhẹ nhẹ quý vị, thì cái bụi ở trong phòng nó sẽ bị lắng xuống, thì nó cũng đỡ cái bụi bặm trong nhà. Đó là một cách thứ hai. Nhưng mà quý vị, nếu mà quý vị biết là quý vị có cái bệnh này thì thông thường mình nên tránh là cái hay nhất. Thì tránh là có nghĩa là nếu mà quý vị thấy ngoài trời hơi nó gió quá, đó là một cách quý vị trong nhà. Hay quý vị coi cái điện thoại của mình hay là cái thời báo thời tiết đó, họ cũng có nói cho mình biết là hôm nay là cái mức độ allergy là bao nhiêu. Tin tức nào cũng có của Đài Mỹ, thì nếu quý vị có theo dõi họ cũng có thông báo. Hoặc là Ngọc Khanh thấy nhiều bệnh nhân nói rằng là sau khi bác sĩ đã xác định họ bị dị ứng bởi vì bụi thì bác sĩ bắt họ là đừng có bao giờ có những cái mùng mền chiếu gói hay là có những cái con thú nhồi bông mà thuộc dạng mà cái lông mềm nó sẽ bám bụi, họ sẽ làm bị dị ứng. Nghĩa là mình biết tác nhân dị ứng bởi vì cái gì thì phải tránh cái đó đi. Và phải tránh nó đi. Thậm chí có một người bệnh nhân cậu ta cũng bị sổ mũi rất là khó chịu, tội nghiệp lắm, cái tìm đủ mọi cách mãi không ra, thì hóa ra đó nó là cái máy lạnh ở trên chỗ đi làm nó thổi xuống, thì cái ống máy lạnh nó đôi khi nó bị bụi, thì cái bụi nó cứ phì xuống, hay là đi làm ở nhà lại không sao, cứ đi làm là bị, thì hóa ra là cuối cùng mới khám phá ra được. Thế nên là tránh cái gió, nơi gió thổi của cái hệ thống máy lạnh của cơ quan. Và bây giờ Ngọc Khanh biết là cái thời lượng của mình cũng không có còn nhiều, thì bác sĩ có những cái highlight nào, những cái điểm lưu ý nào cho cái vấn đề sử dụng thuốc dưỡng? Thưa quý vị, thì cái điểm highlight thì mình cũng nói qua cái hai loại thuốc rồi. Và một loại là antihistamine thì mình bị khó đi tiểu hay là decongestant như là pseudoephedrine. Rồi có còn một cái nữa đó là quý vị mình biết chắc chắn là quý vị cũng hay rất là xài nhiều. Thế gọi là cái Flonase hoặc là Nasonex, quý vị xịt vào mũi á. Thì cái đó nó nằm trong cái dòng gọi là cortisone. Tại vì lâu lâu quý vị xịt thì không nói làm gì. Nhưng mà vì bệnh dị ứng là bệnh kinh niên, cả một mùa quý vị xài có thể từ 3 đến 4 đến 5 tháng. Cho nên nó có nhiều người thì bị quanh năm ngày tháng. Thì cái trường hợp đó là các quý vị đó sẽ xài thường xuyên luôn. Thì cái dòng thuốc đó nó cũng có thể làm cho bị glaucoma, là cườm ướt, và cườm khô là cataract nữa. Thế nên quý vị cũng cân nhắc cái vấn đề đó nếu mà quý vị lớn tuổi và có những cái nguy cơ của cao áp nhã, mình cũng nên nên tránh cái đó. Có nghĩa là có những trường hợp bệnh nhân được bác sĩ cho sử dụng thuốc xịt mũi. Mà cái thuốc xịt mũi thì Ngọc Khanh thấy là ngay cả mà bệnh nhân đi khám bác sĩ cái tai mũi họng về cũng nói với Ngọc Khanh là xịt phải xịt cho đúng cách cháu ơi, chứ nếu không thì nó cũng không có hiệu quả. Bác sĩ hỏi bác xịt như thế nào thì bác nói là tôi xịt vào xong rồi tôi hít một cái cho thuốc nó vào trong. Thì bác sĩ nói no no no, nếu mà hít như vậy nó xuống mũi là nó đi hết trơn rồi. Thành ra là phải nhẹ nhẹ thôi mà phải xịt 45 độ, đừng có xịt trực tiếp gì đó. Thì bác mới nói phức tạp quá cháu, uống thuốc đi cho nó lẹ. Thì thấy có nghĩa là sử dụng thuốc dưỡng cũng có nhiều cái loại thuốc, nhiều cách thức, nhưng mà không phải là bác sĩ khuyên là mình sẽ dùng như vậy rồi, hoặc là mình dùng mà mình được khuyên bởi một người khác nói là cái thuốc này hay hơn, chứ mình lại đi ra nhà thuốc mình mua mình đổi hay không. Vâng, nhưng mà nếu mà theo kinh nghiệm thì mình thấy là cái xịt ở cái mũi ấy, đa số là cái an toàn nhất. Tại vì khi quý vị xịt ở mũi đó thì nó đi trực tiếp tới cái Chỗ tế đó. bào mà đang bị có vấn đề. Còn khi quý vị uống viên thuốc vô, nó phải vô ruột, phải vô máu, thì máu nó mới chạy cả người, thì nó như phản ứng phụ hơn. Chỉ có điều này phải lưu ý là nó có thể dễ làm cho mình chảy máu cam ha bác sĩ ha. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Ngọc Khanh xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng chương trình và chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 với cái đề tài là sử dụng kem chống nắng như thế nào để mà ngăn ngừa được cái vấn đề ung thư da. Chúng tôi sẽ trở lại ngay lập tức.